Khánh Hòa gia hạn tiến độ tuyến đường nghìn tỷ. Đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội có mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng, vừa được tỉnh Khánh Hòa thống nhất gia hạn tiến độ thực hiện tới hết năm nay. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, điều chỉnh thời gian thực hiện một lần từ quý 4 năm 2017 đến ngày 30 tháng 11 năm 2021. Đến nay, nhà đầu tư đang triển khai thi công các hạng mục nhánh phía Nam, chiều dài 5,8 km. Trong đó, đoạn từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường Tố Hữu đã cơ bản hoàn thành và đưa vào thông tuyến. Đoạn từ đường Tố Hữu đến nút giao Ngọc Hội chưa hoàn thành do đang theo dõi, đánh giá diễn biến lún. Nhánh phía Bắc của dự án có chiều dài 4 km, chưa triển khai thi công do vướng mắc về mặt bằng. Dự án hiện đã hết thời hạn thực hiện hợp đồng từ ngày 30 tháng 11 năm 2021. Do đó, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và chủ đầu tư xin chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến ngày 31 tháng 12 năm nay, gia hạn 12 tháng theo kế hoạch giải phóng mặt bằng, làm cơ sở điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng BT nhằm tiếp tục triển khai dự án.